chào các bạn. Hiện giờ là 5:30 sáng, hai ông Rơm sẽ thực hiện chuyến hành trình dài 60 km từ khu dân cư Phúc Lợi, phường 7 quận 8 để đi đến Biên Hòa, đường chặng dài với chặng đường dài 60 km. Đây là Hoàng Phú, đây là Kim Quốc. Đó. Hai bạn là sinh năm 2002 và năm nay là học lớp 9. Năm nay là dẫn đường đi và sẽ quay lại hành trình đó, của hai bạn đây bằng chiếc điện thoại này và chiếc SD card. Tất cả các bạn sẵn sàng chưa? Yeah. 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 We'll be right back.
Bây giờ là 9:40. Thank you.